Nhà mổ thỏ mình sẽ lấy bộ kia. Đấy. Mình sẽ làm bịa thỏ đây nhá cả nhà nhá. Bịa thỏ đây là nghề nghề của biển rồi. Đấy. Đúng không? Từ. Đấy, bịa thỏ mình lấy về mình sẽ lấy để làm cái video sau. Còn ở đây là cái chú Xuân chú chú mà không ăn. Xì xì đã. Dí vào mồm chú Xuân đấy, cho chú Xuân chú cắn. Mồm ngậm mới đít chứ này. Thỏ, thui thỏ đây, Lê Quyền đang thui thỏ. Ba con. Học cả nhà, khổ quá, hôm nay con thỏ này khổ quá. Chân quạt số ấy có mũi rồi. Chào cả nhà nhá. Đầu bếp Hải thì nhặt đầu thỏ này cũng phải đội nón. Cái đầu làm cái thủ thỏ này tí bánh tiết canh. Tiêu thức. Đấy, chào cả nhà nhá. Mình vừa lấy bộ lòng thỏ với lại đầu thỏ của chú Xuân chú làm ra này. Đấy. Thế là những cái lòng thỏ của mình thì chắc ít người ăn đúng không? Thế mình đã lấy về mình làm cái video riêng. Chú không cho làm ở đấy, chú bắt mang về. Tập trung thịt thỏ như bên nhà chú Toàn mà. Là mình lấy thịt ba con thỏ, mình lấy một cái đầu thôi. Với lại bộ lòng gọi pịa thỏ, nhưng nó pịa thôi mình nói để cho nó gọi là hay thôi chứ còn. Bộ lòng thỏ nha, mình nấu với rau má cả nhà. Rau má, mình lấy một cái đầu thôi. Đây này, cả nhà này. Đấy. Và nấu với đấy ăn chú không ai ăn rồi, chú Xuân chú không cho nấu. Lấy một cái đầu về. Ba bộ gan tim đấy. Đấy, mới nòng này nòng non mình tuồn rồi, còn cái nòng dài vứt hết đi. Đấy, thế là mình sẽ băm lên lại nấu rau má nhá. Mình chia sẻ này là lòng thỏ nấu rau má ăn cực ngon, hợp lắm. Các bạn nào có thịt thỏ mà chỉ có tỉ mỉ làm cái này ăn ngon lắm, đừng vứt đi bỏ nó phí. Như ở nhà mình có mỗi mình ăn thôi, nội ngoại cho nó nhìn thấy cái này nó lắc đầu. Nên nó bắt mình phải mang về nhà nấu, nó không cho nấu ở đấy, không nó quẳng đi. Bông, em bông đậu, bông ngoan quá nhỉ. Bông, thầy khôn lắm cả nhà, cái giống này trong nhà rất giỏi nhá, thính hơn chó to. Rồi bây giờ mình đi cho gia vị ra biết vào là mình rau má ra biết là mình đi. Bây giờ nấu với cái rau má nhá, để rau má vợ mình nó rửa rồi. Mua mấy nghìn rau má nữa, rau má đắt quá. Cách nấu là nòng thỏ, nấu với rau má, pịa thỏ, nói cái từ pịa này cho nó gì đấy. Lên em gì bông à, bông lên đi, bông lên, leo lên được không, leo lên thế nào, leo lên thằng này có lần nó leo lên được cả nhà, nhớ hai nhìn thấy hai lần nó lên đây nó đi xuống đó, đang ngóng ngóng đi lên này. Lên đấy, lên đi, to không bằng chiếc giày của các chị. Chiếc giày của các chị còn to hơn mày. Đấy, rau má cả nhà. Cứ một mình làm thì mình cứ cắt xong là mình lại trình bày tiếp cả nhà. Đây này, cắt khúc ra. Để tí gấp cho nó dễ, nó đỡ rối mà. Một mình chặt cái đầu, mới thái lòng thái gan nha. Gia vị mình làm sau. Mình biết là có mình làm, mình vừa làm vừa chia sẻ nào. Vừa làm vừa đạo diễn vừa gì đấy thế này. Các bạn cứ thông cảm, mình phải nói trước làm xong, nói thay làm mới ý đấy. Đầu thỏ, ai là giòn lắm. Răng phổi lấy đất vút mỡ cái lòng già này cả nhà, dày cái lòng thỏ này nó bé, rồi thái này là xong. Cái cách mình nấu lòng thỏ nó như thế cả nhà, xong bây giờ mang đi vào chế biến cả nhà nhé. Nếu cả nhà mình đã xong rồi này, xong rồi đây cả gia vị, đây gia vị cả nhà này, hành, ớt, tỏi, giềng, xả, gừng. Đó, cho dầu vào mình xào đi nhé cả nhà nhé.
Xin chào anh. Ôi giời, lại đây à? Lại thính thật, thằng này mũi đứng rồi, thính như mũi chó nhỉ. Chưa sao mà đã bốc mùi như mày ngõ. Đấy, cả nhà. Chó mèo. Thế lại có người để ăn cùng nữa. Chó mèo hay cái gì mà? Pịa thỏ. Hôm nay tao nấu cứt thỏ non cho mày ăn. Có ăn được không? Cứt thỏ non mới nấu cái rau má. Chứ tao đâu được cứt thỏ ấy. Ôi giời, thế mới là đỉnh như này. Buộc phải chấp nhận theo cái hồ sơ đi. Đấy, cả nhà, dầu mỡ mình đã cho xóa ra, mình cho tất cả cái gia vị này. Nặng gia vị quá cả nhà nhỉ. Nặng quá, nặng về gia vị. Gừng, tỏi, giả, ớt, hành. Các kiểu con đà điểu. Các kiểu con đà điểu đổ. thịt các bếp đấy vẫn còn đấy cả nhà. Các kiểu con đà điểu. Hồ sơ đã xào thịt các bếp ăn chưa? Được. Vẫn, về vứt được tủ lạnh ấy, buộc kín vào. Hôm qua về này phải tắm, tối qua làm về muộn bụng ấy mà tắm hai là. Nếu mà muốn chọn nhân mà có quận vào cái dây báo, có thu ống kín mà để tủ lạnh quanh năm 10 tháng được cái thịt sư cói này. Cái riêng nó có cái bọc giấy nó rất tốt. Không dễ ăn khả năng dễ ăn được. Còn cái giấy học sinh ở dây báo mới biết. Dây báo. Còn nó bọc và nó có giấy nó cách rất tốt. Hành ấy ra phi vàng thơm phức cả xóm rồi đổ pịa thỏ vào nhá. Đấy. Đảo lên xong rồi cho nước vào nó đun là xong cả nhà. Nấu cái canh cho má này. Đấy. Này may quá thằng em này nó lại đi làm và rẽ vào đây thì còn có chân ăn cùng nó vui rồi. Cho chưa cho gia vị mà cho xong cái đấy một canh ấy mà. Ớt thì không cần nữa, chỉ cho từng ấy hơn. Cứ cho hết vào còn tôi nghĩ còn cho nước vào nữa mà. Nước bây giờ nấu cho má. Biết là nấu cho má nhưng mà anh là nhiều lúc cứ cho mặn nhỉ. Cứ hay sợ thiếu. Xong rồi chú lấy nước mưa cho đấy ở cái siêu đi. Thế tí nó đun sang sau kia, đổ sang rồi. Kia đun nó được nhiều. Cho nó ngấm thôi. Đảo ra cho xào ra gia vị ăn cho sau kia nấu rồi. Đấy cả nhà, đây là cho thằng này nhá. Mày đưa mượn cái đũa đây, chụp pịa đây cả nhà. Đấy, chụp pịa vẫn còn này nhá. Rồi lon. Cứt non cho. Cứt non cho tí cho ổn gan. Ngon lắm, thơm phức nặng đụng gia vị nhiều quá. Nhưng biết hùng gặp như này nữa này, lấy thêm hai cái đầu đưa về cho nó vứt đi phí quá. Ta nghĩ mình tao ăn làm video chia sẻ thì từng này thoải mái. Xem kiểm tra được cái. Ui, ngon lắm cả nhà. Bắt đầu mình sẽ cho rau má vào nhá, cả nhà nhá. Đỉnh chưa? Đó. Wow, vừa lắm. Đây. Cả nhà à, đấy nâu lắm. Nhìn thằng vuông đầu gỗ đấy. Tí nữa là nấu cứt thỏ non cho nó ăn đấy. Không biết nó có ăn không? Phải nửa nó ăn cứt thỏ non. Cái trêu tông rung dài cho cả nhà. Cứ phải làm. Thế là cứ lòng thỏ nấu với rau má. Đầu thỏ nấu rau má. Đủ. Gọi là hổ lốt. Nó rất hợp cả nhà. Dừng lắm là về mình múc ra để ra uống rượu thôi. Mình sẽ cho tô này. Tắt bếp. Đấy, cả nhà đã xong. Được vừa nấu tính toán khô nhờ đúng một tô đại thôi. Hết rồi. Mời cả nhà ra ăn với anh em mình nhá. Mời cả nhà. Lâu lắm rồi mới gặp. Lâu lắm rồi ông này ông lên hình. Nửa ông này phải là nửa ông phải món ăn đặc biệt ông mới xuất hiện được. Nếu như không lên hình có khi sáng năm mới được. Hết à, hai em mình hết à. Tối thì cứ tinh thần rượu chỉ có thế thôi, cứ khoảng 2 lít thôi. Ừ. Còn nhắm hết hết nha. Hết cả cái gì không? Xin chào cả nhà nha, lâu lắm rồi anh Biển. Thì dòng ma đéo nhỉ. Đấy. Má ở dưới. Lâu lắm rồi anh Biển hôm nay lại gọi mấy anh em đến. Tôi với người anh em hôm nay là bao ngày mới gặp nhau để từ hôm quạt của anh Biển thôi nhỉ. Này. Chân này mà không có mặt là có phải 2 năm. Phải 2 năm đi. Ôi giời ơi. Ra đây. Xin chào nhà hết rồi. Đây là pịa thỏ đấy. Pịa nếu bắt này là bắt gai này. À. Ăn khôn thì ăn bao giờ mới chết. Để tôi ăn. Cứt thỏ đấy đừng ăn. Để ăn cho má thôi. Cay rồi. Cho cay rồi cho nó chơi. Đây nói nhầm nhá này. Đúng cứt thỏ luôn nói sai rồi. Mẹ để cá một cái đoạn dài như này đã có tuần nhéo rồi này ạ. Thì thôi cứ ấy xem cái mùi vị nó thế nào. Ngọt. Quá ngọt. Đó. Ăn nhanh để uống nhanh. Ừ, uống đấy. Có bố hai bố uống để tao làm review chia sẻ cả nhà một tí. 50 hả? Đây này. Cả nhà nóng non. Hôm nào thằng nào thì thỏ xin hết gặp cái ở. Rồi xin người ta vứt đi.
nhìn đúng cái dâu gì là trẻ con cũng bạc cả dâu mà khiếp thật khổ thật. Cái gì nhìn bạc cả dâu khiếp đi. Ông biết năm nay bao nhiêu tuổi không? Bao nhiêu thì rõ ra năm thế nào hết thì bố uống mạnh nào? Hôm nay phải giám sát ông này, ông cho ra đấy. Xin chào cả nhà hôm nay, uống chén hôm nay. Lâu lâu rồi xuống ngày biển hôm nay vì công việc. Cái nhà nó cái nước này là nước rau má, nó vị thuốc, mà cái cứt thỏ trong này nó cũng là ăn cỏ, là nó cũng là vị thuốc đấy. Nên là các ông đừng có đùa, bổ lắm cả nhà nhỉ. Ông toàn gừng với cả cái đồ cứ phải nhiều cay đắng mới ngon cay. Đây này, hạt tiêu rất thơm nhưng không dám cho vào. Điện thoại đâu ấy? Chị này gọi rồi, suốt ngày gọi điện thoại mệt quá. Nên này ba cậu suốt đời phải xa vợ thôi. Sao vợ nói chẳng nổ chẳng tiếng Việt Nam uống rượu lắm này này. Đấy vừa đây đấy, người anh em Hùng với tôi bảo này, nếu biết nó vợ bảo đang uống rượu trên anh Việt không gọi, không có được phép gọi, cấm gọi. Công ty tôi đang nói mà uống rượu đâu. 8 giờ này cái xác này sẽ về gần đường Đại Đức cái gì. Nó phải chuẩn chỉnh. Nó chuẩn em, nó chuẩn. Đang rượu. Nấu nó mình không uống cà chú. Mấy tháng anh nước ngọt mẹ rau cả cái nước pịa nước pịa ra ngon. Ra mấy hai cả nước rau má. Ô ông tôi già phết rồi nhỉ, già có tuổi rồi, dài ông nói hôm nay gần, ai nói già hôm nay gần 60 rồi, có tuổi già, này còn trẻ đâu ra nữa, đâu mà già. Năm nay bơ 59 hay 57 56 thế, còn gần 60 còn trẻ trông cất gì nữa. Đây này. Là đấy, mẹ thì đéo mà bịa. Mẹ cũng bảo là sẽ cho chú ăn bịa nó trong nghiện đấy. Gặp mặt đầu đi này. Đấy, mỡ cá. Mà hai cá chúng nó bỏ, nó cứ đi. Nó lười nào. Không cho má hôm nay anh kiếm được ấy nhỉ. Hôm trước nó hơi đấy. Má ở dưới nhiều lắm. Đúng rồi, hôm cái dòng má này lấy vào nhặt cả cái rễ của nó. Đun nó ra nước cộng thêm cái bịa non gọi là phân non của thỏ đang có được, nó làm vị thuốc tốt lắm cả nhà. Chẳng biết nó tốt cái gì nhưng tốt, phải thấy mình ngon mồm ngon miệng. Không, hôm em gặp chú Nghĩa đánh bẫy bên kia gặp em rồi. Chỗ này bận không đi bẫy chuột được, không bẫy chuột này làm video ăn thịt chuột. Mời cả nhà nha. Thế đi. Rất ngon nhỉ. Đây màu nó khác rồi, ngon đấy. Anh biển này anh. Ừ, uống rượu vợ nó không mắng, nhưng mà xin phép ở nhà tôi uống rượu vẻ vợ nó mắng rồi thì nó qua đây cả nhắn gửi cho những bà vợ ơi. Đừng mắng nữa, đừng mắng hay gì, tội nghiệp ăn uống cũng là chỉ ăn uống hộ các bà mà. Nào mời ra, tội nghiệp các ông lắm, tội nghiệp khổ lắm. Ăn uống nó là cái nét văn hóa, có cái gì đâu mà chưa phải cấm hãm, miễn sao là cứ nét là được rồi. Rượu của ông biển này là đầu tiên uống thì nói rất to, nhưng sau là dần dần là cứ im dần, không thấy nó nói to nữa. Đúng rồi. Cho mình đang đặt ké 20 lít ở đây. Đầu tiên ông lấy 80 lít, mình bảo thôi cho tròn trăm đi. Ké 20 lít vào. Mà quên không hỏi đã được. Thì vừa lên bứt khế quên chưa hỏi. lấy 80 lít này. Ngọt quá, quá ngọt. Ăn đi anh em ơi, một tô đầy đấy. Em nghiện lên đây này, lại bịa này. Ồ, có cái miếng thịt mà chọn hết này à? Ở đây mày mày qua đây cả nhà. Hùng nó tinh lắm, cái gì nó biết đấy. Nó cứ giả vờ ngô ngất cho cái gì nó biết đấy. Mẹ ăn lần đầu mà lần sau là thôi mẹ. Lần sau đừng có vứt đi, phí của già 10 đồng có đâu. Nó như thằng xuân xích ấy, mẹ nó ăn xong khôn xong rồi cái nòng non dày phân rưỡi ấy, nó cứ băm ra nó cho bát cái này nó. Bởi vì răng nó sứt đồng. Nên nó phải băm cái canh. Khôn thì đây Phúc công nhận à? Vâng, em biết rồi. Em học anh Hiền em khôn nhiều ấy. Học nói gì thôi. Đúng rồi, sống anh biển khôn nhỉ. Hùng khôn như khôn ngu lắm. Người tay mà gặm. Cái hôm riêng anh em ngồi đây 3 năm nay, hơn 2 năm mấy chưa gặp. Hai cũng phải hơn 2 năm. Xin sang 2 năm nhỉ? À đâu, 2 năm hả? Thôi tao lại riêng cá. Thôi riêng hai em. Thôi yên. Lâu không gặp. Gần 2 năm nhỉ. Cũng tròn mắt. Mỗi người mới việc. Em cứ em trước đi. Uống rượu của anh biển là cứ rất rất hay đổ, thế là đổ là người em Hùng đèo tôi về nha. Không, chứ mà các bạn uống rượu này là đầu tiên nói cho to, sau là dần dần cứ nói nhỏ thôi. Thì tí nữa đèo tôi về.
anh Biến thì anh nguyên tắc là không đèo ai rồi. Rồi. Thế tôi đèo ông về, xong ông về tôi về đây, xong cứ thế hai anh em đèo nhau cho đến sáng. Thế thì anh quanh này là ở đụ rơm là cứ anh chào nhau. Thế thì còn quanh đụ rơm cứ chào nhau cho lực. Lâu rồi cả nhà cũng biết đấy, lâu rồi, gần 2 năm như lại ngồi gặp anh, nhau. Anh mỗi người có mỗi việc nó không. Anh Biến nên là cái đầu thỏ tại sao là nó dài, ăn nó dài cho nên bọn nó cứ không mõm nó nhọn vào như con thú ấy. Nó kéo ra để nó làm mà gì? Nhất là chủ hương mà làm giả như đấy là qua là gặp những người người không biết gì. Em nói anh nhớ, kể cả nó không mõm nhỏ nhá, xong khi nó xào nhá em ạ, tô đầy đấy, khi xào người ta biết cách xào. Cả nhà nếu mà tôi mà uống rượu đâu thì vợ còn rất ghét, nhưng mà này cứ nên anh Biển đấy, vừa điện đấy. Ok luôn. Điện báo đi đâu đây, bà đang ngồi với anh Biển 8 giờ về là ok, không bao giờ mà gì. Vì anh Biển anh sống cả đời nó vuông rồi. Anh chào nhà không phải thế. Để đi đâu cứ bảo cho nên các bố toàn nên mình đang làm cột chùi mũi, cứ bảo đi với anh Biển với lại ông Biển này thì thế là giả bờ. Còn giả bờ đấy có giả bờ lắm khi để anh Biển là lắm khi cái đi của mình. Đấy. Anh Biển anh hay lổ bằng tiếng Việt Nam. Nổ nhanh nổ luôn. Ôi trời ơi anh gấp nhiều thế. Nắng. Anh gấp nhiều là mình phải ăn đúng gấp rồi. Bằng tay. Đúng rồi. Không gấp đũa nữa, ăn này nó nhanh được. Nhưng ăn của anh và anh em nhà cảnh bốc nhón. À anh Hùng cá, anh chú Hùng cá lâu lắm rồi thế. Lâu lắm chỗ này cũng bận việc, anh cũng rồi, nhiều đâu ra anh cũng buồn, anh quên anh cũng vất vả nên là anh này. Cho nên hôm nay nó đúng rồi, nói không vui. Tự nhiên món này ngon anh nhỉ. Món này tuyệt vời đấy. Thế là xong có thể đừng có đi. Đấy, làm đúng cách như bác Biển làm đấy. Mẹ từ lần sau em nói thằng nào nó hở ra phát là không còn một bộ nào luôn. Đúng. Có ở mình ông Xuân. Bởi vì em là cái rất tinh mà học mót công nghệ hơi về. Nhưng mà chưa học được cách làm. Ừ, làm thế nào á? Đừng nghe gì thì... Ê, giời ơi, em... Lúc nào mà xem biết, mình nhìn qua quá. Lúc nào mà xem biết, mày lại phát hiện được. Cả cái bộ ấy về em cắt từng đoạn một ra. Lại nói thế này, nộ mất khách, lần sau thằng khác. Lần khác nó xem, nó lại hớt mẹ của mình. Lúc mình muốn xin, nó lại xin mẹ trước rồi. Tôi cho được lần nào là mừng rồi đấy rồi. Quý ngày đấy. Sắp già rồi, tôi năm nay 43, 44, 59, 60 rồi. Nhiều rất nhiều rồi bây giờ. Nhiều nhiều nữa năm 6 năm 7 rồi 43 44. Đây năm nay. Từ cái ngày là thay cái tủ quạt nhà anh Biển nhà mùa hè đấy. Hai em làm cái này. Hết từ người em Hùng hết trước thì để gà nó ngon. Có muốn không hay ai là nghỉ đi đi. Nghỉ đi đổ đây. Nó khổ thế mẹ mình tóc đéo có đâu mà toàn lúc này phải làm em. Thế người em Hùng, người anh em. Người anh em thì hết nhá. Ừ. Đã. Rồi. Để tôi hết trước đi. Đây. Nổ máy chưa? Ngon lắm mày. Tôi cứ uống nào là không uống được là cái gì. Tội thế. Cứ uống như nào mà không ai mời nữa là thôi. Nhưng mà nói đúng là lên à, ngon lắm cả nhà, đúng là thơm. Thơm của vị nữ rau má. Cho nấu cái này rất hợp rau má. Nên cách ở mình nấu, ở mọi nơi nấu khác kiểu khác mình không biết. Không. Cái hàng rau má rồi. Ăn công nhận nó thơm mùi rau má. Những cái gừng sả tỏi ớt riềng chúng ta ăn nó hầu như gần như là vị thuốc cả. Ô hết bẹ rồi. Còn đâu nữa không trùng bẹ đấy thì hết rồi. Để anh em vụn ra đây hết rồi, xúc nước xúc đi. Em ăn rồi, vừa em ăn xong rồi anh. Đây, anh bảo không còn, đây, cái gì đây? Trên cả cuộc đời nói đúng là xin về phép cả nhà. Mày quá. Mày cứ nói mày cứ giơ tay mày nói chán. Mày cứ bảo hết rồi. Tao còn ăn. Cứ bảo hết rồi. Mỗi anh Biển là mắng chú Phúc là nghe mà chú Phúc anh Biển chửi chú Phúc cũng là nghe. Ngoan anh. Sống tốt, cứ sống làm sao được tốt đời đẹp. Vẫn còn một đoạn này. Nó quẹt vào rau. Anh ra đây đi. Cũng vừa thôi nha, để nó tiếng mẹ về cứ nhầm lên nhầm lên. Cứ lấy tao ra là cái cột bình phong. Không. Ngồi với tao xong tí đi cơ ba. Nhầm đi. Không. Nhắm đi thôi. Nhắm đi xong gặm. Còn nó mạnh nè. Người ta nó phải mầm. Nhưng mà phải nói là lấu cái này là không đọc theo được. Ui, nọc đi. Cả cái phiện này nhớ ông là không được miếng phiện nào nhưng nó ra nước. Nó ra nước nó ra cứt đấy. Cứt thì nước. Thế là đương nhiên là. Ở nhà cũng vậy không? Ông nào bảo không ăn được dòng má nhưng đến lúc có chắc hết các cái thuốc rồi.
Trưa nay em mới lại chú Trường gặp chú Trường nhờ bà Trường quay về đây. Đấy. Thôi dừng tay rồi, anh em mình mời anh Biển đấy nhỉ. Đấy, thôi đấy. Cảm ơn các chú. Kiềm ba chân. Nâu lắm các chú này mà chết anh này chết. Người ta nói kiềm ba chân nhỉ. Vẫn là kiềm ba chân. Cả cuộc đời anh Biển mắng mẹ luôn. Cuối cùng nằm vẫn nghĩ là anh mắng đúng. Thế thì thôi, còn cái gì nữa. Nào. Rồi, anh nói anh cả hết rồi. Hết rồi. Anh cứ lên cái anh xuống ngay. Có chú cầm cái nâu. Nó mất thời gian. Đấy, bắt tay nhưng mà vẫn phải nhìn vào chỗ này. Không quan bên này. Anh em Biển này. Biển này. À, như cái kiểu nhẫn ấy. Giả quá thì em giờ hôm nay đúng là giả quá thì anh Biển này. Chết. Không, chẳng đấy, nhìn vào bóng đời mà soi hình. Già với xã hội thôi, còn đối với vợ là không già được. Xong là mai mốt thế là cứ mở cái này, con cháu là ngày xưa ông nội bố mày tung tổ nhà mày này à. Sao trông thì tóc trắng nha. Mặt thì to như là cái mặt nở. Đây là đúng là vợ con. Râu không trắng. Đâu. Có. Cứ thì được cái quay. Nó có thuốc men nhìn ghét cả nhà. Cả. Thôi. Ở nhà thì uống là nên anh vẫn thế thôi, thì anh em mình cứ chất phát thôi. Hết mười hết chúng ba thằng hết cái này nắc đòn đấy rồi, tí nữa là cái thằng không về đâu nào. Mẹ cái bình này trông nhìn nó bé quá nha, nhiều vết có phát kiểu như quả dừa ra mắt hay gì. Tưởng thế này nhiều vết đấy. Để nha, mời cả nhà nha, uống như này chứ không phải là uống hay là cất đi. Đây, mời cả nhà nha, đây nhìn này. À, gọi nhé. Chân thì không rót này, thế này là... Hôm nay mày phải hành nó đi. Hành ở đây chết luôn. Của hành củ tỏi. Đấy, cả nhà nó hết một tô, cuốn hết rồi. Còn nước thì sụt đây. Đây, mới còn làm gì còn phiện nữa. Đấy, quảng cáo phiện. Mời cả nhà ra. Hết sạch luôn. Hôm nay em không bật mí cái hương vị ngon của cái phiện ra, nhưng bật mí là lần sau nhiều người là lại không bỏ ra. Biết rồi không? Lần ra ăn biết rồi. Cả nhà vẫn còn mấy miếng rồi, phúc đã gặp mấy bốn người gặp nào em gặp rồi, em rồi gan nạ thật. Cái phiện này, cái chuột này của nó khác chuột nhiều, cũng cùng là đồng loại của chuột mà sao lại khác chuột thế? Thế mới đẹp. Mai làm việc chuột làm gì vấn đề? Cho mày ăn. Anh Biển là sang năm mới là chết với tôi, chứ người em không ạ, chết tôi gặp tôi mà những người ngoài đường thì không chạy được, tôi đố chạy. Đấy, cả nhà hôm nay là mình chia sẻ đấy nhá. Là món ruột thỏ nấu mới này rau má đấy, ăn rất ngon. Video nó có thời lượng nên xin kết thúc video rồi nha. Cảm ơn cả nhà theo dõi clip mỗi lần hay, trong video này mà đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Hẹn cả nhà đi sau, chào các em ơi. Xin chào nha, đấy. Xin chào cả nhà nha. Hẹn cả nhà đi sau nha, yêu cả nhà rất nhiều.